Con tôm này là tôm gì? Tôm bún đi. Wow. Tôm con đế. Dạ. Không không, yêu nó là con, gọi nó là con tôm hòn đế đi, nhưng mà con cua hòn đế. Nhìn giống con tép quá. Dạ không, yêu nó là hãy gọi nó là con tôm hòn đế đi. Chứ không phải là con cua hòn đế. Tôm bún này giống như nó đào cái mũ quen mày. Lật nó lại, lật nó lại gì? Giống như nó đang đào cái mũ quen này. Ai đuổi nó chi vậy? Rồi, quay đi, quay đi. Quay cái lưng nó chứ quay cái bụng thấy bụng nội tạng nó sao. Đây này, để anh cắm nha. Rồi còn một gan người lớn, người lớn này thấy không, có chiếc nhẫn cưới này, vợ tôi đẹp gái lắm á. Đó đó đó, đó. Đù, nó có hai con cá mâu mà nhìn mà nhìn mà nó đã chứ không nấu. Ừ trời, nó phải vậy này mà nó xì gặp cách nuôi. Trời, nó đã, nó đã. Rồi nè. Ông bắt cho con nhỏ, con nhỏ nuôi lên. Nhưng mà lúc nãy nó cơm, nó chứ nó nghẹt. Con này ô, giống nó to mà nó đá, nó đá. Hả? Con này giống con cua anh đế nè. Giống con cua đế. Cái đâu nè. Cá 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 rô biển ấy. Cá biển mặn, cá rô biển. Con tôm này lại gạch, lại gạch. Ăn gạch sướng luôn. Đế thì nó có càng cử ra. Cua đế nó cái đầu mà chứ đâu có cái đuôi. Cái con tôm á là mình ăn thịt là chính, không gạch, mà con này thì là ngược lại, con này lại gạch, con này lại có gạch. Đó, còn cái con cua đó thì lại thịt. Ồ, thịt. Đấy. Đá đâu lấy cái hồn ra ông đặt cho nó tay vô. Bữa vô thì còn ăn tôm hùm Alaska. Bụng cà quá. Bài thì mấy ký. Làm sao ăn được con nữa. Con này chưa bằng nửa nó nữa. Xanh này thì ba lẻ con, con nào to lắm ba lẻ con. Trâu dài. Không lớn nữa, nuôi chỉ lỗ thôi. Là to cỡ này hết cỡ hả? Còn mấy con mà nó lột cái vỏ ra mình treo lên cây cột. Sao? Sao? Sao hả? Anh cho một cái bóng xanh thì không? Bắt thôi nhé, bắt gấp 2 lần thì con. Ừ. Hột gấp 2 lần. Chai nữa coi. 7-8, 2-2. Ừ. Ốc còn chạy rồi nào. Chắc là món gì vậy? Cái xô á, cái xô á ấy lại xúc. Chắc là món gì? Cái hồ phục xây xa chi gì đó. Thấy luôn lên coi nhập nơ bán cho mắt tiền. Bầu dây. Ủa đâu phải ai, trùm bầu dây nó khác mà. Giống như nhưng mà cái hồ trùm bầu dây là nó khác. Có ăn ở đó đâu, rửa ở đó gì á. Trà cho nó sạch bớt á. Sạch gì? Định nấu lẩu anh à. Bỏ chút nước muối vô. Bỏ chút muối mà đập vô sốc hết gì đâu. Con tôm này là ngoài trại người ta nuôi giống á. Không có. Có không? Trại làm gì nuôi giống được thế này. Giống tự nhiên. Đó, rồi, rồi nó xịt. Nhà mình có voi nào đâu xịt. Ủa vậy còn mấy con nhỏ nhỏ đó, mấy con tôm người ta nuôi là tôm gì? Tôm sú, tôm mốt đâu mà. Tôm sú, tôm gì đó. Tôm sú ra con tôm nấu lẩu rồi ăn á. Tôm đại đám cưới rồi á. À, con này tôi dân một tờ giấy A4 và tờ đồng. Ủa vậy là tôm này người ta chưa nuôi giống được hả? Đánh ranh gì mà bây giờ mà ông ranh luôn cả actor rồi các kiểu rồi game làm ăn bằng gì đây? Hôm nay viện đi đến Nha Trang nghiên cứu ra. Nó cũng nghiên cứu ghê lắm á. Nghiên cứu có ôm trứng nhưng mà đĩa nở không được. Nở không rồi con. Chắc không đúng điều kiện ở ngoài tự nhiên. Nữa. À cơm cơm á, à lát về ăn nha. Còn mình còn á. Ủa, thay mấy cái răng này hả? Ôi, thay gì, rụng hết. Đánh răng cho tôm. Hàng tiền đâu,
Đồ chết em. Hai con mà lượng to hơn chứ con kia nó nhỏ à. Cua là phải lên đầm rồi đó. Ốc nhảy á, ốc nhảy. Ấy cha, ấy cha. Mỗi hôm bữa mua hai cái gì, bây giờ nó ăn gì rồi bóc ra làm cháo rồi cho em. Lên mua hai cái gì mà mình bóc con nó. Ở thứ mà bao nhiêu con đó mà em lựa cái không, lấy như có còn cái còn lại được không á, nó tráo không nào. Nó mới nhanh kinh khủng luôn á. Mà chính đây như bóc chứ không phải là nó bóc. Chính đây như bóc á. Cứ đưa cho bà bóc con, đưa bà bóc con, đưa bà lét chứ sắp chứ con. Đâu thì mình phải hơn là... mình lấy tiêu chứ. Mình phải móc có cái quý ra mình coi cái quý. Cứ trăm triệu lên tay đó là đứng đó à. Ngân kia nó mua mà còn đã bị đỡ biết là. Bây giờ chỉ có người đi theo quay video thôi rồi bóc phốt là nó cái chợ viên chợ đó nó hợp đồng nó quýnh bả rồi may ra nha. Nhưng mà cái phốt gì mà tráo một bịch sẵn luôn á nè. Bịch loại 1 ký sẵn, 2 ký sẵn cứ cách nó muốn lựa thì lựa mấy bả lấy bịch khác bỏ lên cân. Trời bữa giờ em tức con chết được không có con cái là. Cái con mà như hồi nãy mà nó có cái kho văn á. Sau khi mấy con nó là bệnh rồi. Dạ, con tôm mà nó có cái kho văn đằng đầu. Có cái đường đường trên đầu. Nhìn giống như con vuông. Làm gì em? Có được rồi, ốc ăn hoài mà. Đúng rồi, nó còn bột hoài vậy. Chứ biết chừng nào nó mới hết. Nó đâu hết đâu. Nó vô trong thịt ra. Cái này. À, đây đi, đi. Đi qua thịt tới đi. Trường thưa đi. Trường thưa đi. Ừ, chị con thưa. Để chung vô luôn ha. Luộc hết hả? Ngon quá. Cái tủ chảnh.